Các cụ xưa thường dạy, phụ nữ thì hơn nhau ở tấm chồng, còn đàn ông thì hơn nhau ở phẩm hạnh và tính cách của một người vợ tốt. Bởi vậy, vợ chính là một trong những hạng mục đầu tư có ích nhất để có thể giúp đàn ông có được một gia đình êm ấm và từ đó có được địa vị cao kèm kinh tế khá giả trong xã hội. Đàn ông chọn đúng người vợ hiền thảo, có đầy đủ tính cách vượng phu ích tử sẽ là viên ngọc quý giúp chồng con thành công và hạnh phúc. Hãy cùng Bảo Hà Spa lựa chọn ra 11 đặc điểm tính cách quý như vàng mà người vợ cần có để khiến đàn ông cả đời về sau hãnh diện và tự hào. 1. Người phụ nữ luôn nhân hậu với những người xung quanh. Phụ nữ tốt là người luôn có trái tim yêu thương với tất cả mọi người, không chỉ là người thân trong gia đình của họ. Gặp người có hoàn cảnh khó khăn, vất vả, họ đều muốn chia sẻ giúp đỡ bằng tất cả tấm lòng. Trước bất cứ một vấn đề gì, họ đều biết đặt mình vào địa vị của người khác để nghĩ cho đối phương và hành xử sao cho đúng mực. Phụ nữ nhân hậu chả bao giờ gây khó dễ cho người khác và luôn bao dung tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Đặc biệt, một người vợ nhân hậu trong gia đình còn là người luôn quan tâm chăm sóc tới người già và trẻ nhỏ, bởi người già và trẻ nhỏ được coi là phúc khí, là trực tiếp ảnh hưởng tới vận khí của gia đình. Là người phụ nữ làm chủ gia đình mà biết hiếu thuận với người lớn tuổi, thương yêu trẻ nhỏ, không quát mắng, đánh đập họ thì sẽ giúp cho gia đình luôn hưng thịnh, thuận hòa và hạnh phúc. 2. Người phụ nữ chu đáo và biết tề gia nội trợ trong gia đình. Phụ nữ có bản năng làm vợ, làm mẹ. Người phụ nữ chu toàn, việc gì cũng cần mẫn, tỉ mẩn và cẩn thận sẽ được đàn ông rất ưu ái, chọn làm người đồng hành cả cuộc đời. Bởi đàn ông vốn không cần người vợ quá đẹp, quá lộng lẫy, điều họ cần là người vợ đủ ân cần cho họ một sự bình yên và thoải mái. Họ cần một người vợ luôn thấu hiểu, luôn quan tâm đến chồng con, luôn biết chồng con cần gì, mong muốn gì, ngay cả khi họ chưa nói ra. Họ cần một người phụ nữ đủ sức giữ lửa, đủ cho họ cảm giác muốn về nhà, cho họ nhận ra điều quý giá trong cuộc sống là gia đình, chứ không phải là những ngày tháng rong chơi không bến đỗ. Hơn hết, người phụ nữ như này chắc chắn sẽ trở thành một người mẹ tốt và biết cách giáo dục, nuôi dưỡng con họ thành người. Người phụ nữ biết tề gia nội trợ đảm đang việc nhà, chăm lo sức khỏe cho chồng con bằng cách thường xuyên vào bếp nấu nướng những món ăn ngon bổ dưỡng cho chồng con, thu nom dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, chính là một người phụ nữ tinh tế và chu đáo. Nếu đàn ông cưới được một người vợ chu đáo, anh ấy sẽ rộng đường để đi tới thành công. Một người vợ đảm đang, tháo vát, lo toan chu đáo việc nhà, hiểu tâm lý chồng, lo giúp chồng mọi thứ, từ việc nhà đến các mối quan hệ nội ngoại hai bên, các mối quan hệ với bạn bè của chồng, sẽ khiến cho chồng có cơ hội để đạt được những đỉnh cao mới trong cuộc sống. Một người vợ như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho chồng, khiến anh ấy không phải bận tâm về vô số những điều khác và yên tâm phấn đấu cho mục tiêu mà anh ấy muốn đạt được. 3. Người phụ nữ thấu hiểu lễ nghĩa và có trình độ. Nét đẹp rực rỡ nhất của người phụ nữ không phải từ ngoại hình mà là ở nội hàm khí chất. Một người vợ có lễ nghĩa, tri thức sẽ khiến đàn ông luôn luôn hãnh diện và tự hào. Vì đây là người vợ thông minh, biết đối nhân xử thế, biết khôn khéo để chiếm thiện cảm từ người khác. Họ không chỉ là hậu phương gia đình để chồng thành công mà còn là người bạn đồng hành cùng chồng song pha trong cuộc sống và sự nghiệp. Người phụ nữ có trình độ là người luôn biết chăm lo cho chính bản thân họ, bởi họ hiểu nếu bản thân họ không được chăm sóc kỹ lưỡng, từ hình thức tới tâm hồn, thì họ sẽ chẳng thể chăm sóc cho ai khác nữa. Phụ nữ vừa hiểu lễ nghĩa, vừa có tri thức trình độ, khiến đàn ông vừa thương vừa nể. Có được người vợ như thế, đàn ông không chỉ tôn trọng mà còn cố gắng để giữ gia đình, cho vợ con được cuộc sống đủ đầy, yên ấm. 4. Người phụ nữ thấu hiểu tâm lý chồng nhưng tuyệt đối không được kiểm soát chồng. Đàn ông cho rằng vợ không hiểu họ và đó là lý do họ thường chán về nhà. Trong tình yêu, đàn ông khao khát được hiểu, họ không thích nói nhiều nhưng muốn phụ nữ hiểu họ qua hành động, thói quen hay cách cư xử. Trong đời sống vợ chồng, họ muốn có sự liên kết cả về tâm hồn lẫn thể xác với vợ. Đàn ông quý trọng những người phụ nữ vừa là vợ vừa là tri kỷ. Đàn ông cần một chỗ dựa tinh thần sau những lúc mệt mỏi, thất bại. Họ muốn được lắng nghe, được vợ nhìn thấu những suy nghĩ không thể nói cùng ai. Phụ nữ tuyệt đối không nên kiểm soát đàn ông, vì bản chất của người đàn ông là thích tự do. Đối với đàn ông, sự tự do là tối thượng, có thế mới là đàn ông. Nếu bạn muốn kiểm soát thì bạn sẽ phá hủy người đàn ông đó.
Cho nên, việc anh ta đi đâu làm gì không quan trọng. Quan trọng là bạn luôn ở trong trái tim của người ta thì không ai có thể cướp được vị trí của bạn. 5. Phụ nữ hiểu đời và có kinh nghiệm sống, không sân si nhỏ mọn. Đàn ông thông minh sẽ thích kiểu phụ nữ trưởng thành, có kinh nghiệm sống. Họ tin rằng người phụ nữ như thế sẽ trở thành người vợ đảm trong gia đình. Người phụ nữ trưởng thành có vốn sống, đủ bản lĩnh và hiểu biết trong cuộc sống. Họ có những lúc yếu mềm như phụ nữ non nớt nhưng hiểu chuyện và biết lý lẽ. Trong những cuộc cãi vã, kiểu phụ nữ này luôn cho đàn ông cảm giác nể trọng. Họ có chính kiến riêng nhưng cũng giữ vững lập trình hòa hợp cùng bạn đời. Hơn hết, phụ nữ có vốn sống sẽ là nguồn động viên, bổ sung những gì còn thiếu sót ở chồng. Đàn ông thông minh cũng thích kiểu phụ nữ không sân si, không ham hư vinh, bởi họ biết kiểu phụ nữ này là những người có trái tim rộng mở và thần thái nhẹ nhàng. Họ không phụ thuộc vào vật chất, biết kiểm soát bản thân, biết tận hưởng cuộc sống. Họ hiểu giá trị của đồng tiền nhưng cũng hiểu giá trị của cuộc sống. Có được người vợ như này ở bên cạnh, đàn ông không chỉ thấy an tâm về tài chính gia đình mà còn cảm nhận nguồn năng lượng tích cực từ người vợ. 6. Phụ nữ sống phóng khoáng, biết trên biết dưới, luôn hòa thuận với gia đình nhà chồng. Một người vợ thấu tình đạt lý, sống biết phải trái sẽ cho đàn ông cảm giác dễ chịu, tự hào. Đây là người vợ biết quán xuyến, lo toan cho gia đình. Trong các mối quan hệ gia đình, họ khéo léo nhưng không để người khác xem thường. Họ không để bụng, đặc biệt là những mâu thuẫn trong gia đình. Họ hiểu lý lẽ, tỉnh táo nhận vai trò, trách nhiệm trong nhà và cư xử hợp tình hợp lý. Người phụ nữ như thế này sẽ luôn được gia đình chồng yêu thương, nể trọng, vun vén và giúp đỡ. Có được người vợ thế này, đàn ông cảm thấy được tôn trọng, được thấu hiểu. Họ sẽ càng cố gắng nhiều hơn trong sự nghiệp để cho vợ con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. 7. Phụ nữ sống phóng khoáng hào sảng nhưng phải biết chi tiêu hợp tình hợp lý. Người vợ luôn được xem là người có trách nhiệm giữ tay hòm chìa khóa trong gia đình. Quản lý chi tiêu, tiền bạc rất quan trọng. Làm sao để vừa có thể tiết kiệm, vừa chăm lo chu toàn cho những sinh hoạt trong nhà là một bài toán mà bất cứ bà vợ nào cũng phải biết. Tụ tài là tụ phong thủy, tiêu tiền hoang phí là tiêu hao phong thủy. Do đó, tiền phải được tiêu vào những việc chính đáng thì mới có thể kéo phong thủy của đàn ông tốt lên. Cho nên, trước khi mua sắm chi tiêu, cần phải cân nhắc xem đồ vật đó hay sự việc đó có hợp lý với gia đình và hoàn cảnh tình huống khi đó hay không. Người phụ nữ làm tốt điều này sẽ nhận lại được sự tin yêu của người chồng và sự toàn tâm toàn ý cho công việc kiếm tiền về cho gia đình của anh ấy. 8. Phụ nữ có tâm thái ôn hòa, coi trọng tình cảm và ăn nói nhẹ nhàng. Thứ tình yêu thuần chất giờ đã không còn giá trị với nhiều cô gái trẻ hiện nay. Họ đặt nặng vấn đề về tài chính, khiến tình yêu nhuốm màu vật chất. Nhưng người phụ nữ vượng phu thường không có cách nghĩ thực dụng ấy. Với họ, yêu là yêu, chỉ đơn thuần có vậy. Khi ở bên chàng trai của mình, họ thường có tâm thái bình yên, ôn hòa, biểu hiện sự thuần khiết, chân thực và không tạo cho mình bất kỳ một áp lực về tiền bạc vật chất nào. Những cô gái có bản chất lương thiện, ôn hòa như vậy thường đem lại cuộc sống nhẹ nhàng, hạnh phúc cho người đàn ông của mình. Chàng càng công thành danh toại, càng muốn có bên mình một người vợ thảo hiền như thế. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói có một sức mạnh vô hình và cũng tạo nên nhiều sự thay đổi, đặc biệt là trong hôn nhân. Đôi khi bạn có nỗ lực và cố gắng đến bao nhiêu, nhưng chỉ một lời nói không đúng nơi, đúng chỗ cũng có thể phá hỏng đi tất cả. Với đàn ông, không gì tuyệt vời bằng việc được lắng nghe những lời dịu dàng, nhỏ nhẹ từ vợ. Người vợ luôn biết cách ăn nói, ngữ điệu nhẹ nhàng sẽ tạo ra sự hài hòa rất lớn cho chồng và giúp anh ấy thoải mái hơn mỗi khi về nhà. Khi tâm lý luôn vui tươi, con người ta sẽ đạt được thành công dễ dàng hơn. 9. Phụ nữ chung thủy và không ghen tuông vô cớ. Đàn ông có thể sống chết liều mình tán tỉnh cô nàng họ yêu, nhưng lại thường chọn kết hôn với người phụ nữ yêu họ, tôn thờ họ. Đàn ông hiểu hơn ai hết, với phụ nữ, chỉ cần có tình yêu, họ có thể hy sinh bất cứ điều gì cho chồng và cho gia đình. Mặt khác, người phụ nữ yêu mình sẽ khiến đàn ông thấy yên tâm bởi sự chung thủy của cô ấy, không sợ mất hết tự trọng vì lo lắng một mai có ngày vợ không còn yêu mình nữa. Mặt khác, người phụ nữ yêu mình sẽ khiến đàn ông cảm thấy yên tâm bởi sự chung thủy của cô ấy, không sợ mất hết tự trọng vì lo lắng một mai có ngày vợ không còn yêu mình nữa. Bởi đàn ông xem sự chung thủy của vợ chính là thể diện của mình, đó là điều đẹp đẽ nhất giúp họ kiêu hãnh và tự hào. Với đàn ông, tình yêu trong hôn nhân không cần quá thiết tha, đậm sâu, nhưng nhất định phải đủ để duy trì sự tin tưởng và thấu hiểu. Vợ chồng thương yêu nhau chính là nền tảng của một gia đình hạnh phúc, khiến con cái có thế giới vui vẻ, lạc quan và được phát triển một cách tốt nhất.
người phụ nữ chung thủy với chồng nhưng lại còn cần thêm đức tính không ghen tuông vô cớ mới giúp chồng họ an tâm và phát triển. Ghen tuông là đặc tính của đàn bà, một chút ghen tuông dịu dàng sẽ làm cho cuộc sống thú vị hơn, nhưng nếu ghen tuông vô lối, cặp gì cũng nghi ngờ thì sẽ tạo ra thảm họa. Đàn ông chẳng hơi sức đâu mà tập trung vào sự nghiệp tương lai khi bên cạnh luôn có một bà vợ rình mò nghi ngờ với ghen tuông bệnh hoạn. Niềm tin của vợ dành cho chồng cũng là một cách để anh ấy thành công. 10. Phụ nữ không chê bai nói xấu chồng chính là người vợ tốt. Sẽ không thể nào một người chồng thành công khi vợ không tin vào anh ấy, luôn xem thường nói xấu chồng. Vợ là người chung sống cùng chồng, luôn ở bên cạnh anh ấy, nương tựa vào chồng cả đời mà lại luôn cảm thấy thất vọng, thấy chồng chẳng được tích sự gì, thì anh ấy không bao giờ có động lực để đạt được những thành công đâu. Đàn ông cần rất nhiều sự ủng hộ về mặt tinh thần từ vợ. Thế nên, một người vợ chuyên đi chê bai, nói xấu chồng sẽ không bao giờ khiến anh ấy hạnh phúc và thành đạt cả. Ngược lại, một người vợ luôn tin tưởng chồng dù hiện tại anh ấy chưa đạt được những kỳ vọng, nhưng vợ luôn tự hào và động viên chồng sẽ tạo ra những thay đổi kỳ diệu. 11. Người phụ nữ không gây áp lực và luôn sẵn sàng là trợ thủ đắc lực cho chồng. Trong cuộc sống lứa đôi, những người phụ nữ vượng phu rất khéo léo, tâm lý và không tạo áp lực cho chồng. Họ sẽ chẳng làm mình làm mẩy và than vãn với Đức Lang Quân rằng người này có nhẫn mới, người kia có túi sách thời trang sành điệu hay váy áo đắt tiền. Dù chồng thành công hay thất bại trong sự nghiệp, họ cũng luôn biết tạo cảm giác ấm áp, thoải mái cho ông xã khi ở nhà. Một nụ cười ấm áp, một bữa cơm gia đình ấm cúng với những món ăn khoái khẩu của chồng là những cách thức đơn giản mà tuyệt vời của các cô nàng vượng phu hay dùng để sưởi ấm trái tim cho chồng mình. Vì họ không màng vật chất, không tham lam tiền bạc, vì họ bao dung và chân thành, người chồng sẽ thêm vững lòng, an tâm công tác khi tìm thấy cho mình nơi trú ẩn bình yên là vợ. Cuộc đời của những người phụ nữ vượng phu chắc chắn sẽ kinh qua nhiều bước nhảy quan trọng. Trước khi chồng thành đạt, có thể họ chỉ là những người có trình độ văn hóa thường thường bậc trung, là một bà nội trợ làm tròn bổn phận chăm sóc chồng con. Nhưng một khi sự nghiệp lẫn tiền tài của ông xã tới hồi thăng hoa, đàn bà vượng phu sẽ trỗi dậy và phát huy tác dụng của mình. Họ sẽ ở bên Đức Lang Quân, thu nạp mọi thứ có thể để trở thành một trợ thủ đắc lực, trợ giúp chồng trong việc kinh doanh. Ở ngoài, họ ngoại giao có duyên, đầy thuyết phục và trở thành một bà chủ thông minh, lanh lợi. Ở nhà, họ vẫn làm tròn bổn phận của dâu hiền vợ thảo khi chăm chút chu đáo cho con, thu vén cửa nhà tươm tất. Người đàn bà dù xuất chúng tới đâu vẫn luôn là hậu phương vững chãi cho chồng. Trên đây là 11 đức tính cần có của người vợ để chồng mình luôn thành công và gia đình luôn hạnh phúc. Thực tế, đôi khi chỉ từ những thói quen, những nét tính cách hết sức bình thường của vợ mà người chồng cũng có thể đạt được hạnh phúc và sự nghiệp viên mãn. Các cụ vẫn dạy, phúc đức tại mẫu. Thế nên hãy trở thành người vợ tốt bằng cách thiết lập cho mình những đặc điểm tính cách như vậy để vợ chồng luôn luôn hòa hợp và tương lai gia đình sẽ luôn luôn tốt đẹp. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe video của chúng tôi và đừng quên đăng ký kênh để nhận những video hữu ích mỗi ngày.